xong. Và nguyên một ngày hôm nay thì trời mưa nè, và gần đây là dưới mình cũng đang mưa. Ở dưới mình thì mưa đều đặn, bây giờ là vào mùa mưa rồi, 6 tháng mưa và 6 tháng nắng thì mưa nó cũng rải rác, nhưng mà vào mùa mưa thì nó sẽ mưa nguyên ngày luôn. Tức là nếu mà buổi sáng nó mà mưa là nó sẽ kéo dài tới buổi chiều, và nếu mà nó mưa buổi chiều không thì chỉ có mỗi buổi chiều là mưa thôi, và đêm mà nó mưa ban ngày nó sẽ không mưa. Tính chất thời tiết ở khu vực của mình nó là như vậy. Ngày mai thì sẽ ra một vài hiện tượng mới, và hy vọng là các bạn sẽ đón nhận nhé. Cái thảm này lâu quá rồi mình chưa có giặt, bữa nay mình phải giặt. Tại vì khi mà các bạn nằm giãn cơ mặt, các bạn úp xuống thảm sẽ rất là dơ và làm cho mặt các bạn có thể bị mụn. Mình chọn sữa tắm để giặt. Còn cái bàn chà này là chà lưng, nhưng mà lâu quá rồi mình không dùng để chà lưng. Bây giờ mình chà thảm. Đây, sau khi giặt thảm xong thì phơi lên cái xào ở bên ngoài nhà cho nó ráo nước, rồi ngày mai mình sẽ dùng tiếp nha. Hello, mình mới đã rửa mặt xong. Và sau khi đã rửa mặt xong thì mình luôn luôn bôi mặt nạ của Eldest á, để trong quá trình mình làm việc thì mặt nạ nó cũng thấm vào. Đây, phủ mặt nạ này đây. Ở đây có tảo biển nè. Tảo này khi mà mình pha cà phê nên là mình pha nước thì mình cho nó một chút vào thôi, nếu mà cho nhiều nó sẽ bị tăm. Nhưng mà tảo rất là tốt. Cái hũ này mình được cho, mình không biết là bao nhiêu tiền. Cũng lâu quá rồi mình không có coi hạn sử dụng. Nhưng mà nếu mà mình uống hết cái này thì chắc chắn mình sẽ mua một cái hũ giống như vậy một lần nữa. À, mình thấy cái hũ này rất là ok đó. Bây giờ mình sẽ ra đây, xong sau đó là bôi. Đang là mùa dịch ở nhà nó có nhiều thời gian rảnh, buổi sáng không có quá bận rộn nên là lúc nào mình cũng bôi mặt nạ hết để cho da mình nó được sáng và mịn. Hôm nay lại không có mặc áo dây hở vai, sẽ không có bôi được hết cái vùng cổ. Các bạn nhìn thấy trên mặt mình nó có những cái đốm thâm là do mụn nè, với lại do lần trước mình đi bắn nốt ruồi nên là nó vẫn còn ở lại. Nhưng mà sau khi mình sử dụng cái mặt nạ này thì mình cảm thấy là nó cũng sáng da hơn lên một chút rồi. Đừng có quên cái phần ở dưới cổ này của mình nhé. Cái phần này nó rất là dễ bị lão hóa và nhiều người họ cũng rất là hay quên khi bôi dưới cái phần cằm này. Cái phần tiếp nối giữa cổ với lại mặt á, các bạn không cần phải bôi dày quá, nhưng mà miễn sao là nó đổ lại được. Đây, hũ mình hay xài nó là như thế này. Nó là dạng kem, là mình xài được rất là lâu. Đây là mặt nạ kem sữa chua, các bạn có thể đi ra siêu thị để tìm mua nha. Bây giờ thì mình sẽ đi đặt nước để pha cà phê. Đây, sẽ cầm tay, sau rồi đi ra bình lọc kia để lấy nước. Lấy một cái lượng vừa đủ thôi để mà cắm nước nó không có bị đầy quá, nó cũng vừa kịp sôi nữa. Đây, bình nước ba mình mua cho nè. Đó, nhà mình không có cái kệ bếp để nên là nó sẽ hơi bị phức tạp trong cái chuyện mà cái đồ giặt đồ bằng tay. Mình rất là thích giặt đồ bằng tay, đang ngâm quần áo. Cái này á, là cà phê từ hạt mocha, mình được một người bạn tặng cho. Nó cũng rất là thơm. Cà phê nguyên hạt á, thì nó không có tạp chất thì nó rất là mịn các bạn ạ. Và khi mà mình đổ nước vô nó xuống rất là nhanh. Còn cà phê này có tạp chất á, các bạn pha vô nó xuống nước rất là lâu. Và cái này khi mà nó gặp nước nóng là nó sẽ nở ra. Nên thay vì mình sẽ cho đầy một nửa viên thì mình sẽ cho khoảng gần 2/3 thôi, để khi mà nước nóng nó vô là nó nở ra là vừa. Mình uống thì mình sẽ chọn đường cát vàng. Cái này đường cát vàng của Linh. Mình vô trong bát lá xanh thì mình thấy một vài đường cát vàng Liên Hoàng, đường cát vàng Linh của Thái. Thì mình chọn cái sản phẩm này. Mình dùng thử thì mình cảm thấy là khi mà các bạn nêm vào trong đồ ăn á, nó sẽ rất là nhanh ngọt. Và các bạn nêm vào trong cà phê thì nó sẽ có một cái vị rất là thanh, nó cũng bị gọi là ngọt gắt á. Nên mình cảm thấy là đường cát vàng của những cái hãng này là những sản phẩm rất là ok. Nhưng khi mình mua cái lọ thủy tinh để đựng này, nó có cái quai cầm rất là tiện đúng không? Nhưng mà nếu như mà bạn này ngâu mà ẩu, khi mà nắp đậy cho kỹ và cầm lên như thế này, nó sẽ rất là dễ bị vỡ. Nên mình đang rất là cân nhắc xem coi là có nên mua hàng loạt cái lọ như thế này không, hay là đi mua thử một vài cái sản phẩm khác sử dụng qua thì cảm thấy cái nào ưng, cái nào tiện lợi nhất thì mình mới bắt đầu mình mới mua hàng loạt. Thì mình đang đắn đo phương án thứ hai hơn. Xôi xong rồi, bây giờ mình sẽ đi lấy nước, xong sau đó là châm vào cà phê. Đây,
mình sẽ đổ một ít nước sôi xuống cái nắp này trước nè. Rồi trên bề mặt thì mình lắc cho nó đều cà phê đó. Xong rồi mình sẽ rưới ướt cái bề mặt, đúng rồi, mình rưới cho cà phê để nó nở ra. Nó nở ra hết thì khi các bạn pha cà phê nó sẽ rất là ngon. Đây là một cái cách mình học được từ cái chị bán cà phê cho mình. Mình cho hơi nhiều tay một chút, mình ngồi đây đợi một chút. Còn cái này là bã cà phê ngày hôm qua mình tận dụng để tẩy tế bào chết toàn thân luôn. Mà bằng này thì chắc không đủ nên mình phải đợi thêm cái này. Trong lúc đợi để đổ nước ra thì mình muốn nói chuyện với các bạn một chút về việc là sử dụng bã cà phê để mà làm tẩy tế bào chết toàn thân á. Thì mình cảm thấy là các bạn phải sử dụng bã cà phê của hạt cà phê nguyên chất. Thì khi các bạn tẩy tế bào chết trên da nó sẽ không để lại dầu. Nếu như bạn sử dụng cà phê mà nó đã bị trộn lẫn với hương liệu rồi thì nó sẽ tạo ra một cái chất rất là dầu. Và các bạn massage lên trên mặt các bạn á, nó sẽ tạo ra một cái cảm giác rất là nhờn và dầu. Các bạn hiểu cái cảm giác mà dầu ăn nó dính lên người mình như thế nào, thì cái cảm giác dầu đó nó dính lên người các bạn như vậy. Và khi các bạn rửa nước á, thì dầu với nước nó không có tan với nhau thì nó sẽ để lại những cái lặp cặp là trong cái lò gốm. Nên là mình đang đợi cái mẹo thứ hai này để sử dụng tẩy tế bào chết toàn thân luôn. Mình không có trộn với đường hay là trộn với mật ong gì cả, mà mình sẽ sử dụng nó thẳng lên trên người mình luôn. Thì mình cảm thấy cà phê là cái cách để mà các bạn có thể tiết kiệm được chi tiêu trong mùa dịch này, xong sau đó là các bạn có thể làm đấy trần lành với các bạn. Đây nó đã nở rất là nhiều rồi, cầm nó cũng sẽ nặng tay hơn một chút. Các bạn có nhìn thấy nó phồng lên không? Và cái phần nước ở dưới đáy nó cũng đã bị hút đi hết rồi này. Đó, để tạo cho cà phê nó chín đều, hai mặt nó nở ra. Bây giờ mình sẽ châm nước hai. Mình cũng không nhớ cái ly này mình mua lúc nào nữa, nhưng mà mình rất là thích cái ly màu trắng này. Thì trước khi các bạn châm, các bạn phải cho cái lõi vào giữa nha. Mình thích cái viên kia của mình hơn, nhưng mà cái viên đó thì đang đựng bã cà phê rồi. Các bạn châm đổ đầy thì đổ từ từ thôi, đổ nhiều quá nó sẽ bị lòi cái cà phê lên, mất ngon. Rồi, ok, mình đợi nước sôi nó chảy xuống thôi. Thành cà phê. Đó. Xong. Cà phê chảy rất nhanh các bạn ạ. Xong cà phê rồi này các bạn. Đã chảy ra rất là nhiều hết rồi đó. Các bạn nhìn nè, nó nở lên. Đây mình quay gần cho các bạn coi. Các bạn nhìn thấy không? Khi mà nó nở lên là nó lên vừa một nửa. Một nửa của cái phin này là vừa. Và các bạn bỏ cái lõi này vô là nó vừa gần chạm tới cái miệng. Và mình đậy cái nắp vô là vừa. Hồi trước mình không biết thì mình cho đầy luôn. Nhưng sau đó nó bị chèn ra và nó mất ngon. Nhưng mình sẽ đi pha cà phê với lại đường cát này. Đây mình đánh lên, sẵn cái đường rồi. Bây giờ mình có bỏ đá vào trong này xong rồi cà phê rồi thôi. Mình giữ nhiệt của mình để ở trên chỗ mình ở hết rồi. Giờ mình tùy nhìn nè, nó không có bình giữ nhiệt nên uống vào cái bình này nó rất là nhanh tay. Mình phải uống nhanh mà mình thì lại không có thói quen uống cà phê nhanh, nó cảm giác gì đó nó vội vàng. Mình sẽ bỏ vào đây. Nhưng mình vẫn không có ưng cái chất cà phê này cho lắm các bạn ạ. Với mình thì cái cà phê này nó vẫn không là đẹp 100%. Bỏ vào tủ lạnh. Một lát nữa mình sẽ đi ra ngoài và mang nó ra theo. Cái phần đá thừa này cũng bỏ vào tủ lạnh. Khi nào mà mình cần dùng đến thì mình sẽ có đá. Còn nước đá lúc nãy, cái ly dư đó, thì đây mình bỏ lại làm nước. Những phần đá nào mà đã đông nhiều thì bỏ ra ngoài, còn đông ít thì bỏ vào trong cho nó đông già đá luôn. Tủ lạnh của mẹ mình. Sau khi mà cà phê xong, giặt đồ xong, đắp mặt nạ xong, bây giờ mình sẽ chiên cơm và làm một ít kho quẹt để mà ngày hôm nay tụi mình sẽ ăn rau chấm với kho quẹt. Sao ăn canh nghén rồi thì phải ăn rau thôi. Ăn rau chấm với kho quẹt là một món mình rất là thích. Ok, mình sẽ gặp lại các bạn sau nha.